Giả sử bây giờ chúng ta có một cái đoạn motion capture như vậy, thì mọi người sẽ có một núi kia ở đây. Mọi sẽ có một núi kia ở đây. Và bây giờ nếu mà mọi người chỉ đơn thuần là copy cái pô đầu vô cái pô cuối, thì mọi người sẽ bị giật cái ngay khúc này. Thế bây giờ mình lại phải xử lý bằng cách là mình phải xóa cái đống anim này đi để cho nó không giật. Nhưng mà khi đó thì thứ nhất là mình sẽ bị mất anim của cái đống này, của đống kia. Cái thứ hai nữa là bởi vì mình xóa key, thế nên là cái đoạn này của mình nó sẽ bị trôi và mình sẽ phải diễn lại. Mình sửa mocap là mình không có sửa thế. Mình sửa bằng cách là mình chọn tất cả control tại anim layer. Trên anim layer mình key đầu cuối nó một cái. Và sau đó ví dụ cái frame 0 này là pô đúng, cái frame 30 này là pô sai chẳng hạn. Mọi người chọn cái frame 0 ở trên timeline này, xong rồi nhấn chuột giữa, kéo qua frame 30, bấm X. Thì bây giờ nó sẽ copy cái frame 0 này vào cái frame 30 và nó sẽ blend ở trên cái anim layer này của mình. Cái vị trí sao cho hai cái pole này giống hệt nhau. Đó, ví dụ mình tắt cái này đi. Thì mình sẽ thấy là mình tắt cái này đi. Thì mình sẽ thấy là cái này nó vẫn khác nhau đúng không? Nhưng mà khi mà mình bật lên thì hai cái này nó trùng vào nhau. Hai cái này nó trùng vào nhau. Đó, và cái hay ở chỗ là như vừa nãy mình copy ở dưới này này, mình sẽ bị nhảy key ở đây. Tại vì ở cái frame 29 này nó có key mà mình không có cách nào ngoài việc xóa nó đi cả. Mình sẽ sửa được nhưng mà sửa nó rất là phiền. Nhưng mà thay vì đấy thì ở trên anim layer này mình không có cái key nào cả. Và Maya nó sẽ blend cho mình. Nó sẽ blend cho mình smooth. Và khi mà mình play ấy, nó sẽ, ở đây nó sẽ thành một cái loop. Và cái anim của mình nó vẫn giữ nguyên ở dưới này. Anim của mình nó vẫn giữ nguyên ở dưới này, nó không có mất đi đâu cả. Đó thì cái nguyên tắc này mọi người có thể sử dụng khi mà mọi người cần apply một cái pose idol chẳng hạn. Ví dụ mình có một cái đoạn mocap sẵn, một cái pose idol mình chỉ cần dán vô studio library chẳng hạn. Đó, mình dán vô studio library và khi mà mình apply cái pose idol đấy á, mọi người chỉ cần chọn hết control này, dán nó lên một cái tạo nó cho nó một cái anim layer này, xong rồi vô studio library lấy cái pose idol đấy xuống ở hoặc là frame đầu hoặc là frame cuối, xong mọi người copy ra, paste ra đây. Đó thì khi này cái anim của mình nó sẽ vẫn bảo toàn ở dưới này và nó sẽ blend với cả cái anim cái pole idol ở trên cái anim layer thứ hai này. Đó, nhưng mà làm như này sẽ có một khả năng là cái anim của mình nó sẽ bị trượt, nhất là với những cái pole mà chân hoặc tay chống đất nó sẽ bị trượt. Thì ví dụ rồi bây giờ giả sử đây là cái anim chân của mình, từ từ để mình ra cho nó giống mocap rồi. Bây giờ giả sử đây là cái anim bước chân, cái anim IK của cái chân của mình chẳng hạn. Nó ví dụ nó bước đi như vậy thì mỗi một lần nó bước ở đây là nó đang chạm đất này, sau đấy nó bước nó chạm đất tiếp này, sau đấy nó bước nó chạm đất tiếp này. Thì như vậy á, nếu mà mọi người làm như phương án vừa rồi, mọi người sẽ thấy là nó sẽ bị trượt. Đấy, cái khúc này rõ ràng là nó đang chạm đất đúng không, nhưng mà nó sẽ có một cái tình trạng là bị trượt. Khúc này cũng thế này và khúc này cũng thế này. Thì bây giờ mình làm nào, mình sẽ phải làm theo cách là mình sẽ phải giấu cái đoạn trượt đấy vào những cái đoạn mà nhân vật nó di chuyển chân. Ví dụ mình thấy ở đây là từ frame 0 cho đến frame 6 là chân nhân vật chạm đất đúng không, mình cũng lên đây mình key nó một cái. Khi nó cái thì bây giờ mình sẽ lấy từ frame 0. Mọi người có nhiều cách nhé, đây chỉ là một cách thôi. Ví dụ mọi người có thể copy từ pole này qua pole này thì nó sẽ đứng im. Hoặc mọi người sẽ trong trường hợp này là cái frame này là cái frame mà mình muốn lấy y chang cái animation gốc, thì mọi người có thể bấm vào cái 0 này. Nó sẽ lấy key của cái animation gốc và coi như cái anim layer này không có tác dụng gì hết. Mọi người, mình nhìn cái cược bấm cái là nó mất này có nghĩa là gì, tức là nó sẽ lấy cái animation ở dưới chứ nó không có tác động gì cả đấy. Và xong mình quay xuống đây, mình thấy ví dụ đến đây nhân vật bắt đầu di chuyển chân từ frame 6 cho đến frame 14 chẳng hạn. Đến đây mình key frame 14 cái nữa và nó sẽ giữ chân đứng im chạm đất từ frame 14 cho đến frame 20. Mình key frame 20 và bây giờ thì mình bắt buộc phải xài phương án này thôi, là mình thực vậy copy frame 14 qua frame 20 và nó lại di chuyển chân từ frame
20 cho đến frame 25. Frame 25 thì bây giờ thì mình phải copy ngược cái pô từ frame 30 xuống frame 25. Thì bây giờ là mọi người sẽ thấy là tức là cái pô đầu với pô cuối của mình vẫn giống nhau. Nhưng mà mình đã giấu được cái đoạn trượt, mình đã giấu được cái đoạn trượt và những cái khúc mà nó bước chân này. Những tức là những cái đoạn mà nó chạm chân nó chạm đất là nó có trượt nữa, và bây giờ cái ending của mình nó trông sẽ như vậy. Nó trông nó ngủ thế nhỉ, nhưng mà đại khái là trông nó như thế đó, thế thôi.